xăm riêng xăm không qua bất trường không đã khó chịu rồi, mày không gánh được. Như anh Khá thì xăm hẳn luôn.
dám nói anh. Anh biết rồi. Mấy hôm đấy em livestream anh cứ bảo là có anh Khá ơi, Khánh Thắng Khai, Thủy Khá kìa. Thì em đi coi thì đơn giản anh lấy số điện thoại của Khánh Khai cho em. Nhưng mà em không bao giờ em muốn bản thân em vào cái kiểu con người chứ nút như thế. Con người em nó khác mà, người em idol giới trẻ mà làm sao mà em mày vào là người ấy được, nên như thế được. Em hiểu phải không? Em gái, em hiểu. Đúng không? Nhưng mà hôm nay cũng không gọi được. Nếu mày gặp em anh đây, nhưng mà em phải thành như thế. Dạ. Thật sự trong lòng anh cũng rất chia sẻ với em từ trước này, rất chia sẻ với em. Vì em là như nào? Em chửi tất cả mọi người nhá, tất cả mọi người đấy. Có những người là chơi với anh nhưng mà kệ. Nhưng mà vì sao? Vì em chửi rất đúng, em chửi rất đúng, em nói thế này, nói thế này, nói như ra cái lượng thật, nói như ra cái lượng thật, lời này thật. Bài bản thế này anh nói thật. Đến hôm nay là cái clip này sẽ đang được lên, đăng lên kênh YouTube của các bạn. Cho nên là em Khánh Thắng Khai đây. Các bạn khen ngợi em Khánh Thắng Khai là nói chứ là hay. Đấy, ok, em cảm ơn anh. Được. Còn nó chưa bao giờ, nhưng nếu anh lấy được dẫn chứng, em sẵn sàng quỷ hôm nay anh. Ờ, mấy cái này này. Khánh Thắng Khai là đấy nhá, mọi người nhá. Đừng bao giờ nghĩ rằng bảo Khánh Thắng Khai chửi các bạn không chuyện được đâu. Mà bảo tao chửi các bạn ấy thì chúng mày gửi cho cái video cho các bạn xem. Nếu mà đúng thật thì anh các bạn đã có dẫn chứng thì mang lên đây, còn nếu chúng mày chúng ta tin đồn thất thiệt. Đây người bảo tao chửi anh Quyền, tao chửi anh chưa bao giờ. Anh Quyền chửi tao chưa bao giờ, tao chửi anh Quyền. Đúng rồi. Rất nhiều thằng các bạn là anh công nhận là rất nhiều người nhắn tin cho anh là Khánh Thắng Khai nó láo anh Quyền. Em chửi anh Quyền bao giờ? Cái hôm anh chửi em không gọi điện trực tiếp anh, em không bao giờ dám chửi anh. Bây giờ nói với tất cả bà con của bên cả mày này nha, tiền mà tá là anh em chơi với nhau, biết nhau.